Vâng, thì là đầu tiên cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin gửi tới toàn thể quý vị và các bạn, toàn thể anh chị em một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một mẫu xe mới về cửa hàng, đó là chiếc Vios đời 2007 bản Nimo. Hiện tại bên mình đang ra bán chiếc xe này với giá là 179 triệu đồng, bao rút hồ sơ và không bao vận chuyển cho quý vị và các bạn. Nếu mà anh em tại Hải Phòng thì mình sẽ bao rút hồ sơ và hỗ trợ sang tên cho quý vị và các bạn. Còn nếu anh em ở xa, mình sẽ bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho quý vị và các bạn. Đấy là một cái giá ưu đãi nhất để cho anh em có thể tham khảo một mẫu xe Vios thần thánh này. Để về nói về chiếc Vios thì không rất nhiều người là biết đến chiếc xe này, hãng xe tên tuổi này, một mẫu xe rất là bền bỉ, rất là đẹp, rất là trường tồn với thời gian. Đấy. Chung về con này thì là Vios Nimo đời 2007, xe đã qua dịch vụ quý vị và các bạn nhé. Nhưng mà chất xe của nó thì quý vị và các bạn không phải suy nghĩ gì cả. Xe biển Hải Phòng 4 số. Quý vị và các bạn quan tâm đến mẫu xe này, hãy alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0127 666 2386 hoặc 081 666 2386. Hoặc quý vị và các bạn xem video đừng quên like và đăng ký kênh cho mình để nhận được nhiều mẫu xe cũng như nhiều thông tin chi tiết về chiếc xe này. Đấy. Thì chiếc xe này nói chung là sơn si của nó thì em đã tuốt tắt lại, rất là đẹp, sơn si bóng bẩy. Nhìn trên màn hình quý vị cũng chắc cũng đã thấy. Còn đối máy móc của dòng này thì quý vị không phải chê một điểm gì. Nó là dòng Vios, một dòng được gọi là bền bỉ, nồi đồng cối đá, chạy rất là sướng và không bị hỏng vặt, mà lại tiết kiệm nhiên liệu. Xăng của nó chỉ ăn tầm 6 lít. Nội thất được bọc da nguyên bản theo xe. Đấy. Xe cũng vừa về cửa hàng nhưng mà chiếc xe còn rất là sạch sẽ, không phải dọn dẹp gì cả, về sẵn đi. Này thì nó thời tiết nó cũng hơi nắng. Đấy. Quý vị các bạn quan tâm đến mẫu xe này hãy alo cho mình. Trần nỉ của nó nguyên bản theo xe quý vị các bạn nhé. Đấy, vừa ra quay thì nó cũng không nắng mà bây giờ lại nắng. Chung là nắng hay không nắng, một chiếc xe chất thì cũng quan trọng gì. Thì hiện tại bên mình đang giao bán chiếc xe này 179 triệu đồng, bao rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển và hỗ trợ vào tên cho quý vị và các bạn. Như vừa rồi mình cũng đã nói rồi. Đấy. Rất là sạch sẽ, không phải chê một điểm gì luôn. Rất nhiều người cũng hỏi mình là về dòng xe này, nhưng mà hiện tại thì cũng đang đối với dòng này thì cũng đang khan hàng. Thế là vừa rồi mình cũng về cái là mình cũng quay lên cho anh em xem ngay. Nếu mà anh em có nhu cầu hãy alo cho mình hoặc là đăng ký và like kênh trực tiếp cho mình. Trong thời gian qua thì mình cũng xin cảm ơn đến quý vị và các bạn. Đấy, đã ủng hộ Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Thì trong thời gian tới mình cũng rất mong là đưa đến cho quý vị các bạn những mẫu xe giá rẻ, chất lượng nhất trên thị trường ô tô cũ hiện nay. Đấy. Đây là khoang cốp sau của chiếc xe, rất là rộng rãi. Nó một chiếc xe màu trắng rộng rãi. Nốt dự phòng kích kiếc còn nguyên theo xe. Đấy. Rất là rộng rãi để cho anh em, chị em chở đồ. Rất là phù hợp để cho anh em mua về có thể chạy gia đình hoặc là chạy taxi dịch vụ thì là không phải bàn, rất là tiết kiệm và hợp lý luôn. Bây giờ mình sẽ vào phần trong, mình sẽ đè máy để cho anh em xem. Xe đã được trang bị màn hình DVD. Điều hòa thì rất là mát. Đấy. Máy đè gái lỗ ngay, rất là êm. Kính đã được chỉnh điện lên xuống. Đối với dòng xe cũ này thì là mình cũng không nói gì nhiều, chỉ cần là máy móc của nó ok, không bị đâm đụng và không bị tai nạn hay là không bị ngập nước thì là mua về sử dụng thì là không có điểm gì để chê cả. Đấy. Còn đối với dòng xe cũ là mà yêu cầu đòi hỏi nhiều quá về thì nó cũng không có, mình cứ nói thẳng là như thế. Bây giờ mình sẽ mở phần máy lên,
lốc máy này cho quý vị và các bạn xem. Đây là tổng quan khoang máy của chiếc xe, thì là máy móc của nó cũng khá là chất, lỗ rất là êm, xe chưa đang đụng, chưa ngập nước. Quý vị và các bạn quan tâm hãy alo trực tiếp cho mình hoặc là đăng ký và like kênh cho mình để nhận được nhiều mẫu xe. Máy móc của nó khá là chất. Đối với dòng này thì máy móc của nó các bạn không phải suy nghĩ một vấn đề gì cả. Thì vừa rồi mình cũng đã giới thiệu qua về mẫu xe Toyota Vios đời 2007 bản Nimo, hiện tại đang được chào bán tại cửa hàng ô tô Khanh Minh có địa chỉ tại km 11 đường Cống Trắng Quán Toan Hải Phòng, với mức giá là 179 triệu đồng. Nhưng trên mình đã nói là hỗ trợ bao rút hồ sơ và cho anh em ở xa hỗ trợ vận chuyển, còn đâu anh em ở Hải Phòng thì mình sẽ hỗ trợ sang tên đổi chủ cho anh em. Đấy, thì quý vị và các bạn đừng quên để like và đăng ký kênh cho mình hoặc có thể alo trực tiếp cho mình. Và 179 triệu thôi quý vị và các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.